Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với kênh Đồng Khởi Nhà Quê, đã yêu thương kênh Đồng Khởi Nhà Quê, ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Thì lời nói đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc đến quý ông bà cô chú anh chị. Nếu quý ông bà cô chú anh chị xem clip mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê xin một cái đăng ký và một like và để lại bình luận góp ý cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê được ngày càng hoàn thiện hơn. Và hôm nay thì ngày 18 tháng 10 năm 2021, hiện mình đang có mặt tại một nơi thật là đẹp, khung cảnh rất là bình yên các bạn. Thì cũng như mình đã chia sẻ cái clip ngày 15 tháng 10 năm 2021, thì ba em học sinh đã được nhận ba cái tivi để tiếp sức cho các em, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học trực tuyến ở trên đài các bạn. Thì hôm nay thì ba em học sinh cũng được trường xem xét và ban giám hiệu cùng với thầy cô chủ nhiệm là ba em này có hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn, không có tivi để học ở trên đài các bạn. Thì hôm nay thầy cô chủ nhiệm và ban giám hiệu sẽ đến tận nhà để trao cho ba em học sinh ba cái tivi nhằm để tiếp thêm động lực cho các em học trên đài thật là tốt. Và để tiện việc theo dõi thì mình xin chia clip ra thành 3 clip các bạn, clip 1 và clip 2 và clip 3. Thì mong các bạn theo dõi cảnh nó phát tivi như thế nào nhé. Thì bước lên đây được. Rồi sau khi mà chạy ở trên lộ các bạn, thì một hồi thì khoảng hơn nửa tiếng thì cũng đã đến đường vào nhà của em phụ huynh đó các bạn. Nhưng đường vào nhà thì rất là khó đi luôn á các bạn, thì phải qua một cây cầu khỉ. Qua một cây cầu khỉ thì cây cầu này nó nằm ở dưới nước cho nên gông đóng rất là nhiều luôn các bạn. Thầy hiệu trưởng đang chuẩn bị đi qua, hầu như là cố gắng dữ lắm đó các bạn. Và đây là thầy chủ nhiệm. Rồi đây là cô hiệu phó trường nha các bạn. Cái cầu này các em học sinh đi ngang chia sẻ là khi mà đi ngang thì có khi là phải đi về nhà thay đồ các bạn, vì gông rất là nhiều, dễ bị trượt chân lắm. Hy vọng là các em học sinh xem được những cái đoạn như thế này thì các em sẽ cố gắng học thật là giỏi để không phụ lòng thầy cô đã trao niềm tin và trao động lực dạy dỗ cho các em, để các em nên người. Thì hy vọng là sau này các em trưởng thành thì các em sẽ thấy được những cái đoạn phim như thế này thì các em sẽ thấy thương và sẽ cố gắng nhiều nhiều hơn nữa để trở thành một người tốt nha các em. Rồi sau một hồi cố gắng thì cũng đã, thầy cô đã qua tới đầu cầu bên kia rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi vào nhà nha các bạn. Rồi đoạn đường đi vào nhà thì cũng phải mất một đoạn đường để đi bộ nữa. Hầu như là thầy cô và ai cũng đã bị ướt hết rồi các bạn. Ở đây là khung cảnh ở quê á các bạn, rất là bình yên nha các bạn. Dưới ao trồng những cái cây bông súng rất là đẹp, đổ bông á, sáng nhìn rất là đẹp luôn á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi vào nhà để trao tivi nha các bạn. Đây cái đường đi á các bạn, đường đi thì cũng rất là khó đi, tại vì trời lúc dậy thì thời tiết nó mưa các bạn, thời tiết mưa cho nên hơi bị sình, tại vì đây là đất á các bạn. Đường đi vào nhà cũng hơi xa các bạn. Đây là thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó nha các bạn. Mình xin chia sẻ thêm là đây là cái nhà của em này, phụ huynh thì ở trên đất tạm của một người quen các bạn. Đây là cái căn nhà ở ngoài nhìn vào các bạn.
ở tạm một cái đất của người quen, để người quen thấy hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên cho mượn để cất một cái nhà để che nắng che mưa ở. Các bạn hầu như cái nhà nó cũng đã cũ hết rồi, nhà cũng đã che dãy cao su để cho đừng có tạt các bạn. Rồi bây giờ tiến hành thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm và cô hiệu phó sẽ trao quý vị các bạn. Giờ cũng bữa nay cũng nhà trường á cũng được sở dục phụng dục cấp tivi về cho những em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nghèo mà chưa có tivi để học. Thì nhà trường đây thành lập cái đoàn để có trao tivi cho bé. Ở đây thì thành phần gồm có tôi, cho tôi, cô Lâm Hương, thầy Sơn, thầy Gửi. Đây là nhà trường tới để trao. Thì trong cái thời kỳ Covid này đó, hiện giờ đó tiếp tục là sẽ tổ chức học chương trình hình ở tầng thứ 5. Cho nên là nhà trường tới trao tặng tivi thì cũng mong muốn cho bé kết nối bạn sớm để tiếp tục học. Mời cho thầy chơi được. Giờ bé đứng trước đi, phụ huynh nói chào. Con đứng trước đi cho ba mẹ ra mẹ chào. Giờ nhà trường đã trao tặng thì quỳnh phát biểu rồi, quỳnh chúng phát biểu. Không, bạn đang diễn chụp luôn ha, bọn này chụp luôn, không tôi nói luôn. Không, tôi nói chụp luôn. Cái này cô chủ nhiệm á là cô ở dụng dưỡng lên. Và đây là cô chủ nhiệm lớp 5 các bạn, do tình hình dịch không có xuống được thì đã trao cho em phụ huynh 500.000 để ủng hộ tinh thần cho các em để vượt qua cái mùa dịch và học thật giỏi. Xin gửi lời cảm ơn đến cô chủ nhiệm ở trên Dũng Liêm, cho nên không có xuống được các bạn. Không chắc nói cho bé học cho để cho bạn dạ. Em cảm ơn thầy và các cô chủ nhiệm ở trường và mấy quý thầy cô. Thì một lần nữa nhà trường cũng đề nghị cho phụ huynh sau khi có truyền hình đó, thì phụ huynh cũng cố gắng tranh thủ bắt đầu. Bữa nay là bắt đầu tiếp tục nó học trường trên đài truyền hình. Bữa nay thì em ra hình như chưa có. Cho nên là truyền hình là tiếp tục mở để học từ thứ năm. Cho nên là cũng tranh thủ, cố gắng tranh thủ kết nối mạng, kết nối truyền hình để cho bé được tham gia học tốt. Con có thể phát biểu gì không? Phát biểu có truyền hình con không? Con cảm ơn nhà trường vì đã cho con truyền hình này để học. Con sẽ cố gắng học thật tốt. Rồi, cái đoạn tay quá hay rồi. Rồi vừa rồi là quý ông bà cô chú cũng xem cảnh trao tivi cho một em học sinh lớp 5 nghe các bạn. Thì rất là xúc động trước những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này các bạn. Thì các em học rất là giỏi, nhưng mà cái tivi như thế thì sẽ học được hai em. Đó là anh của em học sinh này thì cũng đang học lớp 8, các bạn cũng đang học ở trên online. Học trên mạng, trên đài thì cũng cùng học được với chung với em mình luôn. Và cái tivi rất là có lợi nha các bạn. Thì đây là những cái nơi mà nấu ăn các bạn. Hầu như là lá cũng đã sụp hết trơn rồi. Thì mùa này là mùa mưa nữa các bạn. Thì chị chia sẻ là khi mùa mưa thì không có nấu ăn được. Tại vì trời dột các bạn, mưa thì nó dột ướt hết trơn à. Khi nào tạnh mưa xong thì mới nấu ăn được. Cho nên hoàn cảnh rất là khó khăn các bạn. Thì hy vọng là sẽ tiếp thêm động lực cho các em. Rồi đây là cái cảnh ở phía sau của nhà các bạn. Sau khi mà trao cái tivi thì thầy cô cũng hướng dẫn và cách lắp đặt như thế nào. Hướng dẫn để kết nối cho em học cho nó tiện.
một cái tivi thì học được người anh và em luôn các bạn. Và vì chị này được hai cháu thì hy vọng là sẽ tiếp thêm động lực cho hai anh em cùng tiến để học. Những cái tivi như thế này thì tiếp thêm động lực cho hoàn cảnh khó khăn như thế này rất là nhiều các bạn. Hy vọng là hai anh em sau này sẽ trở thành là một người sẽ là những người có ích cho xã hội và sẽ tiến tới tương lai rộng mở các bạn. Và sau khi trao được một cái tivi cho một em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các bạn, thì bây giờ thầy cô đang trên đường ra về để đi tiếp tục trao cho một em học sinh tiếp theo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa. Và hy vọng là những cái tivi như thế thì tạo cho các em một cái điều kiện học trên đài rất là thuận tiện. Cái tivi này thì được học cả hai anh em các bạn, do người anh là học lớp 8, bây giờ cũng đang học trên đài các bạn. Thì những cái bước chân của thầy cô, của ban giám hiệu thì hy vọng là sẽ tiếp thêm động lực, tạo cho các em niềm tin và ý chí vươn lên để sau này trở thành một con ngoan trò giỏi, một người có ích cho xã hội. Và bây giờ thì thầy cô đang đi qua cây cầu các bạn. Cây cầu này rất là khó đi, cũng như mình đã giới thiệu lúc đầu video thì cây cầu này nằm ở dưới nước cho nên rất là khó đi, hầu như là gông đóng rất là nhiều các bạn. Hy vọng là các em học sinh thấy được những cái cảnh thầy cô đã vượt khó để đi đến nhà để trao tận tay cho các em một số cái tivi, thì các em sẽ càng cố gắng, càng nỗ lực nhiều hơn nữa để sau này trở thành một cái người công dân có ích cho xã hội. Nhìn những cái cảnh mà thầy cô đi qua những cái cầu gì các bạn, thì mình ngày xưa nghĩ lại thì rất là cảm động và biết ơn thầy cô đã trao dồi kiến thức, đã không quản khó khăn để tạo cho mình những cái điều kiện học tốt nhất. Và đây là cây cầu rất là khó đi cho nên mấy em học sinh các bạn thường là đi là hay bị ướt, phải quay về để thay đồ khác để đi học. Khi đến trường để học thì rất là khó khăn các bạn. Ở đây thầy cô đang chuẩn bị đi qua được cây cầu. Và hy vọng là những cái tivi như vậy thì sẽ giúp cho các em thật là nhiều trong việc học tập. Và bây giờ chúng ta cùng xem cái cảnh phát tivi thứ hai như thế nào nhé. Quý bà cô chú nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận cho kênh.